Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình xin chia sẻ các anh em cách cân chỉnh màn hình hoặc là test màn hình gì đó, cái kiểu mới mà mình phát hiện ra. Tại vì trước đây mình đã từng chia sẻ anh em cách test màn hình rồi bằng cái hệ Adobe Gamma gì đó, lâu quá cũng quên rồi. Hôm nay thì mình chia sẻ cách cân màn hình bằng cái phần mềm của Diver, cạc màn hình ha, của cái mỗi cái máy của mình. Tại vì anh em cũng biết cái máy của mình là nó mới bị lỗi Win, mình mới cài lại mới hoàn toàn luôn. Cho nên thông số màu mất hết rồi. Thì sẵn mình mới tìm tòi bằng cách tách tách màu, mình phát hiện ra cái này hay quá, mình chia sẻ cho anh biết luôn. Thì sẵn hôm nay mình quay cái lần thứ hai thì mình làm kỹ hơn. Tại vì lần trước cũng có một số anh em là coi không hiểu hết lắm. Bữa nay mình tính toán trước cho anh em coi, vừa thấy màn hình của mình đây và nhìn sau màn hình mà mình đang mở đây. Thì anh em coi cái hình nhỏ xíu nha. Đợi xíu. À, cái này bằng Photoshop rồi, anh em coi đây ha. Đây. Anh em nhìn thấy cái hình mà mình để đây không? Thì với một cái hình mình cầm bên tay nữa, mình chọn cái hình mình, anh em coi luôn đi. Đây. Bước thứ nhất thì các anh em chỉnh bức tấm hình cực đẹp hoặc là không chỉnh cũng được, để thẳng luôn. Ví dụ anh em chụp về, anh em để thẳng như vậy, xuất ra thẳng luôn, không có chỉnh gì hết. Hoặc là anh em có thể chỉnh bức tấm hình đẹp đẹp xong như vậy, anh em đi xuất. Nhưng trước cái xuất anh em cân nhắc là khi anh em ra ngoài chỗ lab á, tức là cái chỗ in hình á, hoặc là chỗ gọi là xuất hình gì đó, anh em nhận người ta là xuất cho anh em đừng có đụng vào màu, tức là xuất thẳng ra thôi, hoặc là in thẳng gì đó ha. Để ra thì hiện tại hình như vậy này, anh em coi hiện tại á, mình đang quay đây hình thực tế, anh em coi là hình rõ ràng này ha, thấy chưa, hình này anh em thấy rồi. Nhưng cái máy mình hiện tại nó bị trên máy đó, là mình so tấm hình này này, mình so với máy mình này là không giống lịch rồi, tại vì hiện tại mình đang bị lịch mà. Cho nên sẵn mà làm bây giờ mình quay cho anh em coi luôn, lịch rồi. Bây giờ mình muốn cân chỉnh màn hình này lại cho nó giống như tấm hình này ha, mà mình cân chỉnh bằng cái phần mềm gọi là driver của cái cạc của mình ha, màn hình của mình ha. Thì anh em muốn biết rõ hơn thì anh em đó nè, bây giờ mình sẽ quay vào cái màn hình ở đây, anh em thấy rõ cách làm ha, làm sao ha. Anh em đã thấy hình này rồi, là cách anh em phải đi in ra này, in ra cái màn hình về rồi anh em mở màn hình lên, mở Photoshop lên, anh em so sánh ha. Bây giờ anh em quay qua màn hình đi, anh em đợi mình xuống nha. À, bây giờ anh em đã coi tiếp tục cái phần mà mình đang quay màn hình đây, thì anh em thấy rõ sáng không? Bây giờ để mình tăng cái độ sáng xuống, anh em có thể rõ xuống ha, tối à, tối xuống lại xíu nhé, cái tối xuống chút đó, đợi xíu nha, đợi xuống anh em từ coi. Ok, đó thì rõ ràng bây giờ mình cần quay, anh em thấy rõ này. Thì bước đầu tiên anh em muốn kiểm tra ở trong cái máy của mình đã có phần mềm của cái card driver của mình hay chưa, thì anh em kích vào đây, anh em coi này, bấm vào đây này, bấm vào đây, anh em chọn cái cho menu để mở lên, mở lên. Thì đây là cái máy của mình khi mà cài Win vô thì đã có rồi. Nhưng theo mình biết có một số máy đôi khi anh em là nhờ người khác cài, hoặc là anh em kiếm một dịch vụ nào đó cài cho anh em mà quên cài cái phần mềm này vô, hoặc là không cài cho mình luôn. Tại vì lý do mình nói rõ cho anh em hiểu là vì chính là cái máy ở bên cạnh của mình được cài ở từ hồng ngoài Hà Nội đem vô, không có phần mềm driver, cho nên mình mới nói kỹ cho anh em hiểu, gặp anh em nào bấp tình trạng này là mở lên không có phần mềm đó. Thì ở đây là cái card driver của mình là chính là cái card có cái tên này NVDA. Bây giờ nếu trường hợp anh em mà không có cái phần mềm của cái card driver của mình thì anh em coi, đợi mình coi động bây giờ sau nha, mình sẽ làm qua máy bên kia. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình có đây này, thì mình mở lên mình chỉnh nha, mở lên. Thì khi anh em mở lên á, là hắn nằm trên nút này này, đây là mình hồi nãy mình có chỉnh rồi đây này. Khi mà anh em mở lên là nó nằm như vậy này, thì lúc nó nằm như vậy anh em sẽ kéo chỉnh nó không được, thấy chưa? Bây giờ mình kéo nó không cho này, khi mà nó ở chế độ này không cho nên bây giờ mình muốn chỉnh thay đổi nó thì anh em kích xuống nút này, thấy chưa? Thì ở cái thanh vùng thanh mà bitnet và contrast này này, thì cái thanh này mình đã chỉnh ở ngoài màn hình của mình rồi, màn hình này mình muốn màn hình đeo là mình đã có rồi, cho nên mình không động vào, mình chỉ chỉnh cái độ sáng gamma này thôi, màn hình này thôi. Thì đầu tiên anh em hãy chỉnh cái độ sáng tốt trước, đầu tiên. Thí dụ như bây giờ ảnh của mình đây, mình nói anh em muốn chỉnh độ sáng tối trước thì anh em chọn vào đây này, kích vào cái phần mục nó là 3 kênh luôn, on channel này, vào đây. Nếu như mà ảnh của mình là sáng quá thì anh em có thể kéo cho tối xuống này, thấy chưa? Anh em thấy không? Còn ảnh của mình tối quá thì mình để sáng lên. Thì cái độ sáng này tùy thuộc vào mỗi cái màn hình của anh em. Hiện tại mình xài là Dell UltraSharp 24 inch 2017. Đó thì có một số anh em là biết Facebook mình, anh em có hỏi mình cũng nói rồi. Thì sẵn anh em xài Dell thì mình đã có thông số rồi. Bây giờ sẵn trong bài này mình chia sẻ cái nút mà mình chỉnh cho anh em coi luôn nha. Ở đây đeo là mình chỉnh luôn, anh bấm cho anh em coi ha. Rồi anh em đợi mình xuống nha. Cái phần này không phải. Tắt.
anh đang đợi xuống chỉnh thông số, anh đang coi cái phần rõ ràng luôn nè. Hình như đây. Đây. Màn hình đeo của mình thì mình chỉnh như vậy đó. Mình chỉnh là độ sáng là 40 và độ quang tương phản là 90. 90 khi mình mua về mới á. Đó. Như vậy thôi. Còn anh em coi thấy những mục khác thì mình không chọn hết, mình chọn là mặc định là standard. Anh em coi tiếp tục thử thử coi nha. Bây giờ mình bấm qua cái nút bấm xuống nè. Từ từ bấm vào lại đó. Bấm vào lại đó. Lên coi. Đây, bây giờ mình bấm xuống từng cái cho anh em coi nè. Cái mục này thì mình chọn như vậy nè anh em ha. Nếu mà anh em nào mà xài đeo như mình luôn thì anh em chọn như vậy này. Đây. Bên cái phần này thì mình chọn là more color này. Bây giờ mình kích ra anh em coi nha, mình chọn kích ra. Đây. Mình sẽ chọn nó là format. Rồi, mình sẽ chọn nó là SRGB anh em. Mình sẽ chọn nó là RGB, ba màu hoặc là mình làm cho nó Photoshop. Và anh em coi tiếp tục đi ha. Bấm xuống dislike đi ha. Rồi nhảy ra đó, nhảy bậy rồi. Rồi bấm lên lại đi. Rồi nó nhảy vậy luôn rồi. Anh em đợi mình xíu. Làm như vậy thì anh em sẽ cầm video anh em coi mà dài dài thì anh em nản. Nhưng mà làm như vậy anh em mới thấy kỹ được. Đưa lên. Và bấm chọn nó này. Đưa lên nữa thì mình đổi tiếp tục. Mình đang chọn SRGB đưa lên này. Rồi chọn bấm nút này để chọn này. Ok. Đây. Anh em thấy mình chọn đeo chưa? Rồi xuống hàng tiếp tục này. Trở về lại đó nha. Hồi nãy mình bấm lộn cái là không làm mất thời gian này. Lưu lại. Bấm nút xuống. Đây. Để lên cái độ sấp bên của màn hình đeo là để là 50. Anh em thấy rõ rồi đó. Bấm xuống tiếp anh em coi này. Đấy. Để anh em thấy rõ những cái thông số của mình đây. Anh em xài nào đeo cùng mình thì anh em cứ chọn vậy thôi. Đó ha. Rồi hết rồi đó. Ok, anh em đã biết rõ về cái màn hình đeo. Còn phần ở trong này thì hiện tại màn hình của mình á thì mình đang chia sẻ anh em là mình chơi cưng, nhưng mà mình sẽ đoán hắn một phần, tại vì hiện tại giờ mình quay phim thì anh em mình chia sẻ anh em cách chỉnh, anh em tự chỉnh nha, tự chỉnh với màn hình của mình nha. Còn anh em nào muốn mình chỉnh chuẩn rồi thì anh em có thể nhắn tin của mình rồi mình cho thông số này khi mà mình tách chuẩn. Bây giờ hiện tại mình làm video mình chia sẻ anh em cách làm thôi, anh em nào biết tự làm được thì tự làm giúp mình, còn anh em nào mà kéo không được thì có thể là mình chia sẻ cái thông số này sau nha. Anh em hoặc là xài giống như mình cơ, khi anh em xài cặp hàng giống mình nó mới chia sẻ được rõ ràng hơn. Rồi bây giờ phần này mình sẽ kéo sáng lên nè. Cái lúc này á là mình phải so cái màn hình này nè. Mình lấy cái hình này anh em thấy không, mình so sánh ở ngoài này và giống ở trong luôn. Mình kéo làm sao, ví dụ bây giờ ở đây mình coi ở ngoài này thì màu bị đỏ đi ha, thì lúc này mình sẽ giảm đỏ. Thì anh em vào đây để chọn kênh red, anh em có thể giảm đỏ coi thử này, mình kéo anh em coi nha. Giảm đỏ nè, hay chưa? Giảm đỏ đến mức độ nào anh em thấy mức độ nào giống như thôi nha. Đây là mình kéo thử anh em coi thôi đấy. Lên đây là tăng đỏ, về đây là giảm đỏ. Rồi. Hồi nãy là bao nhiêu mình quên rồi anh em? 83. Tại vì mình kéo là tầm của nó là vừa 83. Còn cái trường hợp anh em hình ở trong máy mình, hình ở trong máy bị xanh. Còn ở ngoài này. Ở ngoài này thì không có không xanh, tức là hay dù mình nó ở ngoài hồng hồng đi. Thì trong này bị xanh thì anh em kích vào kênh green. Green anh em giảm xanh đi. À, giảm xanh này hết á. Tăng xanh này đó vậy thôi. Đó là cách chỉnh như vậy. Rồi đây anh em biết rõ cái phần này rồi ha. Để bây giờ mình quay qua cái máy kia, anh em coi cái phần mà máy kia không có cái driver thì anh em làm sao. Tiếp tục. Rồi bây giờ anh em quay qua sang cái màn hình này đi ha. Thì cái màn hình này chính là lúc mà cài ngoài hồi nãy mới có nó đem ngoài Hà Nội vô thì nó không có phần đó. Thì là trường hợp là anh em không có cái màn hình này, là máy này là không có cái màn hình đó, thì anh em hãy kiểm tra cái card màn hình của mình là card gì. Thì để kiểm tra nó, anh em bấm nút Windows ở trên cái bàn phím của mình nha, biểu tượng Windows. Nó kế bên nút Control đó, bấm Windows với chữ R lên cái bảng này. Sau đó anh em gõ vào chữ D, X, D, Y ngắn và chữ A và chữ G. Okay, anh em có qua màn hình anh em thấy rõ không nha. Nhưng mà đọc rõ anh em nghe rõ gì. Sau đó Enter nó nè. Enter nó để tìm cái card màn hình là card gì. Sau khi Enter xong thì nó hiện ra cái bảng này, anh em kích vào cái phần là Display, kiểm tra card màn hình của mình. Đây. Thì cái card này có cái tên là AMD Radeon. Thì lúc này anh em hãy gõ lên Google tìm chính 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 cái trang chủ của cái card này luôn. Anh em gõ Google, ở đây mình có chọn sẵn cái này, thấy chưa? Mình gõ Google trang chủ nó là mình kiếm này. Bắt lại cho anh em coi nha. Bắt nữa anh em coi này. Đây mình vô rồi mình gõ chưa? AMD Radeon. Đó thì nó hiện ra cái website. Anh em đợi xíu, nó đang bị nhảy, chuột bị nhảy quá, đợi xíu ha. Đó
đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Anh em đợi xíu nha, rồi anh em đợi xíu đi ha. Đây anh em thấy không, mình gõ vô là AMD này R9200 đúng không, thì hiện ra như vậy. Anh em thấy ra thấy rõ đằng này nha. Đây thì trang trên này không phải nha, đánh giá không phải đâu, cái trang này này, trang chính, trang chủ của nó luôn. Anh em kích vào đây, kích vào đúng trang chủ, thấy chưa? Đó, khi vào trang chủ anh em cài trực tiếp lên trang chủ nó luôn. Bây giờ cách cài của nó thì mình còn không nhớ rõ lắm, bây giờ mình nhờ học trò mình, em có nhớ không? Rồi anh em thấy là kích vào cái chữ support, support xuống chọn driver. Rồi anh em cắt xuống nữa, rồi anh em chọn vào phần driver AMD, AMD driver đó. Thì mỗi cái card tùy theo cái tên của anh em nha. Đây là cái máy này, nó là cái card này thôi, còn máy anh em là tên khác anh em cứ kích vào đó ha. Sau đó anh em cài trực tiếp ở trên cái trang chủ nó luôn. Thì sau khi anh em cài xong rồi, cái phần này anh em tự tìm giúp mình nha, và phần cài anh em tự động tìm cài giúp mình, vì máy mình đã cài không nhớ, mình quên rồi, mà mình chỉ anh em cách kiếm driver của mình và tự động tìm hiểu để ta cài. Hoặc là anh em cài không được, anh em có thể kiếm vào một trang khác để tự động hướng dẫn cài anh em nha. Rồi anh em cài xong thì nó sẽ có phần mềm như thế này, anh em coi ở đây, phần mềm ở đây là phần mềm đó rồi, mình nhập rồi mở đi, mở lên đây, anh thấy không? Thì khi mà cài vô thì cạc màn hình của máy này là hiện ra cái bảng color này. Đây chính anh em cũng kéo cho bên kia thôi. Thì vô đây anh em có những thanh như này, sáng tối, huê, contrast, saturation, nó có độ rực luôn này anh em, nó có độ rực luôn cho mình ha, gamma này có sẵn cho mình luôn ha. Rồi cái phần bên máy này, cạc màn hình này thì không có phần gamma, thì mình trở lưu lại đó. Đây anh em coi á, bây giờ ở đây cái phần mềm này thì khi mà đã có phần mềm rồi thì anh em có thể là tìm cách anh em tự chỉnh cái mỗi cái màn hình của anh em. Phần này thì mình không có rành lắm, bây giờ cái học trò mình chỉ một vài bước rồi thôi, thì anh em tự tìm đến cái phần này đó, độ sáng tối, độ contrast. Đây thì cặc này, nó hỗ trợ này, nó có, nó không có cái phần mềm mà không có chỉnh như bên này à hả? Nó không ngang ngửa thế không? Nó cũng có phần red RGB á hả? Không có hả? Red RGB không, đúng không, không từng cái màu kia không có. Thế đây bây giờ cái máy bên này anh em thấy rõ, mình cũng đang hỏi học trò, mình đang truyền hình trực tiếp luôn, anh em nghe rõ là anh em mình đang nói, học trò mình để hỏi kỹ nè. Thì chính cái máy của mình thì nó có ba kênh, anh em là coi trước, nó có kênh RGB, còn cái cặc này là không có, nhưng ở đây nó cũng có phần hê là phần rực á, phần rực và tái cái bức ảnh sáng này thì anh em không đụng vào rồi. Thì bây giờ anh em để biết thêm, hoặc là anh em tự tìm bên phần này thêm, anh em coi nha, bấm thử một số coi, tại vì hiện tại là máy này của học trò mình đang xài, mình tìm tính năng của nó là có để mà cài không. Thì ở đây anh em để một chút, đừng có vội nôn. Thường thường anh em coi video thì đa số là muốn nhanh gọn, thì đối với những anh em đó là biết rành rồi, nghe qua là hiểu liền à, không cần có nói. Nhưng mà đối với anh em mà mới chơi, mới tìm tòi về phần này thì rõ ràng không biết, cho nên mình cần nghe kỹ, mình nói kỹ. Thì đến đây mình nghĩ anh em đó rành đã biết rồi, còn anh em chỉ biết cái thời gian mình coi thôi. Bây giờ mình sẵn đây mình coi cái thông số phần mềm này luôn, tại vì chính cái máy này mình cũng mới vừa cài xong à, mình cũng vừa cài xong thôi, cho nên mình chưa có xài hết cái chức năng ở trong này, có thể có cái mà mình đang cần không. Này không phải, anh em đợi mình một xíu đi ha, mình coi có không, có thì đến đây mình kết thúc video cho anh em. Rồi anh em tới đây anh em cứ kiếm thêm cho mình ha. Display, phần này phần tăng giảm cái độ nó. Excel, reset, full color. Lâu lâu là quay về vậy thôi ha. Anh em đợi một xíu ha, đợi ngưng làm một xíu đã. Rồi sau một hồi mình nghiên cứu thì cái bên cái phần mềm, cái cạc màn hình này nó không có cái như mình coi bên máy trước của mình. Thì các bạn dùng tới cái vũ lực này, dùng ở đây. Thì trên máy các bạn thấy cái phần bằng này không? Mở nó lên để kết hợp giữa hai cái phần mềm với nhau. Còn kích vào đây, các bạn kích vào phần phần này, các bạn kích vào phần này,
Thì khi màn hình bạn này các bạn bấm thấy không? Đây này các bạn thấy nét không? Nét nè. Nét tới. Đây. Nét tới. Hết cỡ. Khi nào tới cái chữ mà chỉnh 3 kênh rồi thôi. Đây. Thấy giờ lúc này các bạn tới kênh này thì các bạn làm nhỏ cái hình lại. Đây bây giờ hiện tại ví dụ như nếu màn hình của mình bị đỏ quá thì các bạn giảm đỏ xuống bằng cách ở đây. Thấy chưa? À, các bạn xanh quá các bạn giảm xanh xuống ở đây chẳng hạn như vậy đi. Rồi sau đó các bạn thấy giống rồi các bạn bấm net. Fix. Net. Net luôn. Net luôn. Net luôn. Net hết xong thôi ok. Rồi thì hiện tại đã giống. Thì lúc này các bạn so lại cái hình này ở đây, mình coi xíu mình có thức video anh em nha. Đây. Đây. Ví dụ vậy, hiện tại bây giờ mình nhìn ở đây, hiện tại mình quay cái video các bạn coi cái màu trên máy vậy thôi, còn ở ngoài mình nhìn giống rồi. Các bạn ngưng lại, các bạn share, các bạn làm. Rồi đến đây là phần này này. Các bạn coi ở đây kỹ lại một lần nữa nè. Ở đây đã sale rồi, thấy chưa các bạn ở đây. Ở đây có tăng lên độ được là 6. Các bạn saturation này và contrast mình nó giảm về 85 thôi cho giữ bức ảnh lại, giữ cái hình lại cho đúng với cái hình màu của mình đang test đây. Đó, đến đây mình nghĩ là với những anh em mà khi tải cái Diver về nó không có hết chức năng thì các anh em xài thêm cái vũ lực kia ha, mình dùng cái đây xài thêm cái này ha để kết hợp ha. Rồi đến đây mình nghĩ anh em đã rõ rồi thì chia sẻ để cho anh em mà mới xài mà không hiểu lắm thì mình nghĩ cái video này mình đã làm hết sức với mình trong khả năng mà mình biết, mình đã chia sẻ từ tình anh em rồi, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho anh em. Và nếu mà anh em thật sự yêu thích cái video của mình và cách chia sẻ từng tình với mình, anh em nhớ like và share ủng hộ mình nha, và luôn luôn tiếp tục ủng hộ mình nha anh em. Đến đây một lần nữa xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em lại một video khác nha. Bye bye anh em.